Nhận định bóng đá Atalanta với Real Madrid. 3 giờ ngày 25 tháng 2, vòng 1/8 cúp C1, Atalanta cho thấy họ đã hội tụ đủ sức mạnh và bản lĩnh để đương đầu với bất cứ thế lực nào tại châu Âu. Hãy tin rằng thầy trò huấn luyện viên Gian Gasperini sẽ tạo ra một bất ngờ nữa trong cuộc tiếp đón gã khổng lồ Real Madrid đêm nay. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Atalanta rõ ràng đang là hiện tượng, là chú ngựa ô đáng chú ý nhất trong những năm qua, không chỉ ở Italia mà cả trên bình diện bóng đá châu Âu. Từ một đội bóng thường xuyên phải lo chống xuống hạng, câu lạc bộ đóng quân tại thành phố Bergamo, phía bắc Italia này, đang vươn mình trở thành thế lực thực sự, có thể thách thức bất cứ đối thủ nào. Atalanta thậm chí không còn mang hình ảnh của một hiện tượng nhất thời, bởi sự thăng tiến của họ đã diễn ra ổn định và ngày càng mạnh mẽ hơn trong những năm qua. Atalanta bắt đầu nổi lên ở mùa 2016/17 khi kết thúc Serie A ở vị trí thứ tư. Do khi đó, giải đấu số 1 Italia chỉ có 3 suất dự Champions League, nên hiện tượng này chưa thể có lần đầu tham dự sân chơi số 1 châu lục. Tuy nhiên, giấc mơ của người Bergamo đã trở thành hiện thực vào cuối mùa 2018/19. Atalanta khi đó được dẫn dắt bởi phù thủy Gian Gasperini đã đoạt ngôi đệ tam Serie A, qua đó giành vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa kế tiếp 2019/20. Đáng ngạc nhiên hơn, Atalanta không chỉ tham dự giải đấu số 1 châu lục để cho vui. Như đã biết, thầy trò huấn luyện viên Gasperini đã tiến thẳng tới vòng tứ kết Champions League mùa trước, chỉ chịu dừng chân trước PSG với tỷ số 1-2. Thậm chí, ở trận tứ kết diễn ra trên sân trung lập ở Lisbon này, Atalanta còn vượt lên dẫn trước 1-0 và đã đến rất gần với chiến thắng, bởi cả hai bàn thua của họ đều diễn ra vào cuối trận, lần lượt ở phút 90 và 90+3. Đến mùa này, Atalanta tiếp tục chứng tỏ họ đã thực sự mang tầm vóc của một thế lực mới của bóng đá châu Âu, khi tiếp tục thi đấu vững vàng ở Serie A đang xếp thứ 5, đồng thời lại vượt qua vòng bảng Champions League. Như vậy, Atalanta đã trở thành câu lạc bộ đầu tiên lọt vào vòng knockout Champions League ở cả hai lần đầu tham dự kể từ trường hợp của Sevilla ở các mùa 2007/08 và 2009/10. Có thể tin rằng, Atalanta đã hội tụ đủ sức mạnh và cả bản lĩnh để đương đầu với bất cứ thử thách nào tại Champions League, kể cả ông kẹ Real Madrid vào đêm nay. Lưu ý, Atalanta từng đè bẹp một đội bóng Tây Ban Nha khác là Valencia tại vòng 1/8 mùa trước, khi thắng tưng bừng cả hai lượt với các tỷ số 4-1 và 4-3. Cần biết thêm, đó mới là lần chạm trán đầu tiên của họ trước một đội bóng xứ bò tót tại các sân chơi châu lục. Atalanta nổi lên như một hiện tượng lớn của bóng đá Italia và châu Âu không hề nhờ lối chơi phòng ngự và rình rập theo kiểu cửa dưới, mà thi đấu đôi công sòng phẳng với bất cứ đối thủ nào. Không trận nào trong tổng số 15 trận của Atalanta tại Champions League cho tới nay kết thúc mà không có bàn thắng. Thậm chí, đã có cả thảy 53 pha lập công được ghi trong 15 trận này. Trung bình tới 3,5 bàn mỗi trận, Atalanta ghi 27 và thủng lưới 26 bàn. Atalanta rõ ràng là kẻ thách thức rất liều mạng, là mẫu đội bóng mà Real Madrid rất sợ vào thời điểm này. Như đã biết, kiền trắng đã vực lại phong độ trong khoảng thời gian gần đây, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều sự bất ổn. Thầy trò huấn luyện viên Zidane có thể sảy chân bất cứ lúc nào, nhất là trước một đối thủ không biết sợ là gì như Atalanta, càng đáng lo cho Real vào đêm này. Ngoài việc phải hành quân tới pháo đài Vewis, nơi Atalanta chỉ thua 1/11 trận gần nhất, thầy trò huấn luyện viên Zidane còn chịu nhiều tổn thất về lực lượng bởi sự vắng mặt của một loạt trụ cột từ Eden Hazard, Rodrigo, Sergio Ramos, Marcelo, Eder Militão, Daniel Carvajal, Federico Van Vechter cho đến cả niềm hy vọng lớn nhất Karim Benzema. Trong khi đó, Atalanta sẽ có được gần như đầy đủ lực lượng bởi vẫn chỉ thiếu vắng duy nhất mệnh binh Han Hatekboa. Đừng quá bất ngờ nếu Atalanta quật đổ được gã khổng lồ Real Madrid vào đêm nay. Dự đoán Atalanta với Real Madrid 2-1.